Ok, giờ tất cả anh em Đây là RG Phone 7 Và chiếc điện thoại này thì nó khác gì so với lại phiên bản Ultimate Thì bọn anh em theo dõi trong video như đây à, Trước tiên là chiếc điện thoại này Thì tinh tế bọn mình mượn tại XT Mobile Thì xin cảm ơn XT Mobile đã cho tinh tế bọn mình mượn máy ha thì RG Phone 7 nó sẽ khác so với lại phiên bản Ultimate ở cái mặt cấu hình cũng như là một vài những cái đặc điểm nhận dạng ở phía bên ngoài thì trước tiên đây là cái hộp của RG Phone 7 thì anh em cũng thấy rằng nó như một hộp của một chiếc điện thoại bình thường đó cái phiên bản Ultimate kia sở dĩ nó làm cái hộp to hơn là bởi vì nó có nhiều trò hơn trong đó và nó có thêm một cái quạt tản nhiệt nữa còn cái phiên bản bình thường này thì khi mà chúng ta mua nó sẽ không có cái quạt tản nhiệt nhưng mà chúng ta vẫn sẽ có một cái củ sạc với công suất là 65W và một sợi dây cáp C2C mọc vải như thế này đó và dĩ nhiên là cả cái ốc lưng nữa và RG Phone 7 so với lại phiên bản Ultimate đó, thì nó có gần như là mọi cái thông số đều là giống nhau hết và như mình đã nói nó sẽ chỉ khác biệt ở cái phần cấu hình cũng như là phần cái ngoại hình bên ngoài thôi thì trước tiên là cái ngoại hình của RG Phone 7 ở đây mình vẫn có phiên bản màu trắng và nó vẫn có một cái mặt lưng nhám nhưng phiên bản này chúng ta sẽ không có cái màn hình rg vision nằm ở phía đằng sau này và nó cũng không có cái khe thoát nhiệt nằm ở phía trên đây. Với cái phiên bản ultimate đó, thì ở bên trong này nó có một cái quạt và chúng ta có thể kết hợp với lại cái quạt tản nhiệt gắn ngoài để chúng ta tản nhiệt cho cái chiếc điện thoại nó tốt hơn và nó đem lại cho chúng ta cái hiệu năng chơi game nó sẽ ổn định hơn trong một thời gian dài. thì với chiếc điện thoại này nếu nó không có cái quạt và nếu mà nó không có cái sò lạnh ốp bên ngoài nữa thì cái hiệu năng chơi game của nó có thể nó sẽ không tốt bằng phiên bản Ultimate à, Đó là trên lý thuyết à, Ngoài ra thì phiên bản RG Phone 7 này của mình là phiên bản từ thị trường Trung Quốc cho nên chúng ta sẽ có thêm cái dòng chữ là Tencent Game ở trên này nữa Và cái giao diện bên trong nó cũng sẽ khác Tức là những cái icon này nó cũng sẽ có một cái sự tùy miến so với lại phiên bản quốc tế Sự thay đổi tiếp theo nó chính là về cấu hình Cấu hình ở đây á, cụ thể hơn nó sẽ là về RAM cũng như là về bộ nhớ trong vẫn sẽ là con chip Snapdragon 8 Gen 2 Nhưng phiên bản bình thường này Chúng ta sẽ chỉ có 12GB RAM Và 256GB bộ nhớ thôi Đây là cái phiên bản mình đang có nha Còn phiên bản Ultimate ấy, Nó sẽ có đến là 16GB RAM đó Đó Thì RAM nhiều hơn Chúng ta sẽ có thể Có cái khả năng đa nhiệm nó tốt hơn Thì đó là những cái khác biệt chính Và cơ bản nhất Giữa phiên bản bình thường Và phiên bản Ultimate Còn lại chúng ta vẫn sẽ có Một chiếc RG Phone Nó rất là mạnh mẽ Cũng như là cái thiết kế chung của nó Thì mình thấy rằng là thiết kế chung của những chiếc RG Phone đó, nó không có thay đổi quá nhiều sau từng năm tức là chúng ta vẫn sẽ có được một cái thiết kế tương tự như là RG Phone 6, RG Phone 5 cái form factor nó không thay đổi nhiều đâu nó chỉ thay đổi về cái phần mặt lưng ở chỗ này một chút xíu thôi cụm camera chúng ta vẫn sẽ có ba cái ống kính tương tự như là phiên bản Ultimate và ở cái phía mặt trước anh em sẽ thấy là, là nó sẽ có cái viền trên dưới nó sẽ dày hơn so với hai viền còn lại thì cái mặt trước của RG Phone 7 gần như nó không thay đổi quá rất nhiều năm rồi và cái việc mà cái viền trên dưới nó dày á nó sẽ giúp cho anh em có một cái phần tì tay nó tốt hơn cái trạng nghiệm chơi game nó sẽ thoải mái hơn so với là cái màn hình phun viền siêu mỏng ngoài ra thì chúng ta vẫn sẽ có hai cái nút e trigger trên này và một cái cổng usb c phụ ở phía cặp đối diện nữa bên cạnh cái cổng usb c chính ở dưới này và jack ba năm một cái điều mà gần như nó không xuất hiện trên điện thoại ở thời điểm hiện tại nữa về trọng lượng về cảm giác cầm nắm về phần mềm ở bên trong thì hai chiếc điện thoại này gần như là tương đương nhau về pin cũng như vậy nó vẫn sẽ có pin pin dung lượng là 6 000 giờ và nó vẫn sẽ hỗ trợ sạc nhanh là 65 w nghĩa là nó sẽ tương tự như là những phiên bản RG Phone trước nếu như mà anh em muốn mua một chiếc điện thoại để chuyên dành cho chơi game mà phải là chơi game một cách nghiêm túc nha thì RG Phone là một trong những cái sự lựa chọn sáng giá bên cạnh RG Phone thì chúng ta sẽ còn một vài cái tên nữa ví dụ như là Nubia Red Magic nè nhưng mà RG Phone thì nó được bán chính hãng tại thị trường Việt Nam tức là chúng ta sẽ có chế độ bảo hành hậu mãi từ chính nhà sản xuất còn Nubia Red Magic thì nó sẽ là những cái phiên bản sách tay cho nên về cái vấn đề bảo hành thì nó sẽ không bằng được RG Phone còn tất nhiên là những phiên bản RG Phone 7 này nó vẫn có hàng sách tay như là cái chiếc máy mình đang có ở đây nhưng mà bên cạnh sách tay thì chúng ta vẫn sẽ có một cái sự lựa chọn đó là hàng chính hãng thì RG Phone 7 hiện tại đang là một trong những chiếc smartphone gaming có cấu hình và những cái thứ mạnh mẽ nhất ở trong đây rồi thì tóm lại ROG Phone 7 nó vẫn là một trong những chiếc smartphone dành cho gaming có cái cấu hình và hiệu năng cũng như là và cái công nghệ tản nhiệt là tốt nhất trên thị trường hiện tại. Thì anh em sẽ không tìm thấy được những chiếc điện thoại mà nó cũng trang bị Snapdragon 8 Gen 2 mà lại có cái quạt tản nhiệt hay là nó có những cái công nghệ tản nhiệt ở bên trong ví dụ như là và uh, chamber hay là tản nhiệt chất lỏng hay là có những cái thành phần như là một cái tấm graphite lớn ở trong đây anh em sẽ không thấy được ở trên những chiếc điện thoại thông thường khác cũng chạy cùng với NOC. Ok thì trên đây là một cái video giới thiệu nhanh của mình về ROG Phone 7 thì anh em nghĩ sao với chiếc điện thoại này? Anh em sẽ chọn nó hay là anh em chọn phiên bản Ultimate? Hãy để lại bình luận phía bên dưới cho mình biết nha. Và nếu anh em thấy video này hay đừng quên like, share và subscribe cho kênh YouTube của Tinh tế của mình là Gia Huy. Hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau.